Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi của em, video của em, kênh shop linh kiện tháo máy. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Hôm nay là 23 rồi. Em xin phép lên cho các bác một ít món hàng. Xin lỗi nhé, hôm nay là 24 chứ. Em nhầm. Hôm nay là ngày 24 nhé. Đây, chủ nhật ngày 24 đây các bác. Em nhầm lên là 23. Lên cho các bác món hà vài món nhé. Hôm nay có vài một hai combo trà nhắm băng kìa. Vít me cũng rất là nhiều. Đèn, bánh xe loại to nhỏ cũng có nha các bác. Vài cặp tinh chỉnh nhá. Ok. Cái chương trình của em vẫn là đồng giá 25.000 cho tất cả các đơn hàng, phí ship nha các bác. Đó, trừ bây giờ trừ bánh xe nha các bác nhé, trừ bộ bánh xe, trừ bộ bánh xe là em hỗ trợ các bác 50% phí ship. Còn lại tất cả các món hàng là em sẽ đồng giá cho các bác là 25.000 đồng. Ship toàn quốc và không cần phải cọc bất cứ 1.000 nào nhé. Quan điểm của em là không cần cọc, em rất là tin tưởng các bác. Đó. Rồi, các bác mua hàng thì có thể liên hệ em qua số Zalo là 035 373 0000. Em đặt ở dưới góc màn hình các bác nhé. Đó. Rồi. Trước tiên thì em xin phép đi cho các bác vít me trước đi. Đó. Vít me to nhỏ này. Vẫn không có loại dài các bác nhé. Em kiếm nhưng không có loại dài. Cái loại dài thì họ tháo hết đầu hết bát ra nên mà không kiếm được cái loại đủ đồ cho các bác. Đó. Đây. Trước tiên là lên con đầu tiên đi, mã V01 giá là 220k các bác nhé. Đó. V01. Các bác đợi em một chút, em xem con này là bước mấy. Vì em cũng chưa rõ nó là bước mấy, một vòng nó quay được bao nhiêu. Con này là bước 2, 2 mm rồi. Rồi, em xin phép đo kích thước cho các bác nhé. Kích thước trục này là 12 mm này. Đó, em sẽ dơ ra cái thước cho các bác xem nhé. Kích thước trục là 12 mm này, 11,9 này. Đó. Đầu trục để bắt motor hoặc bắt khớp nối là 8 mm các bác nhé. Đó. Chiều dài tính từ đầu trục đến hết là 16 cm các bác nha. 16 cm này. Đó, các bác vui lòng xem kỹ video giúp em. Tránh tình trạng nhiều bác là xem qua rồi hỏi lại, vì lúc đấy là nhiều khi là em không trả, em không xem lại kịp được cái sản phẩm để không đo lại kịp được cho các bác để trả lời các bác nhé. Đó, giá là 220k. Có đế sẵn hai đầu các bác nhé. Đó. Con này là bước 2 mm nha, bước 2 gọi là bước 2 đấy các bác ạ. Hành trình của nó là em xem nào, hành trình của nó là 7 cm các bác nhé. Hành trình của nó là khoảng là 7 cm. Đó. Các bác cứ trừ hao đi một chút, dư ra một chút cho nó thoải mái nhé. Hành trình 7 cm các bác nhé. Giá là 220k. Mã V02 là giá 180k nhé. THK của Nhật các bác nhé. Con này là vòng bi là THK của Nhật. Đó.
Con này là trục 14 mm các bác ạ. Trục 14 mm này. Đó. Ở đây thì nó có sẵn là bánh răng bằng nhôm nhá, nhưng mà nó mất một cái nắp rồi. Đấy. Trục của nó là cũng 8 mm nhá. Trục 8 mm này, đó. Tổng chiều dài là 15 cm nhé. Tổng chiều dài là 15 cm nhé. Đó. Đây, THK1402 đây. Chắc là bước 2. Còn 14 như thế nào thì là em lại cũng chưa rõ lắm. Đó. À, 14 là đường kính trục 1402 đấy. Nó là như thế. Tổng chiều dài là 15 cm các bác nhé. Giá là 180k. Mã V02. Mã V03 là 260k này. Đường kính trục là 10 mm này. Đó. Đường kính để bắt khớp nối mềm là cũng là 8 mm này. Đó, nó có hai gối hai đầu rồi nhá. Ở đây lại có thêm một khúc nhôm nữa nhá, để cho các bác tiện bắt bắt đồ vào đây luôn được luôn. Đấy. Các bác chỉ cần khoan một hai lỗ vào đây thì các bác bắt cái gì ở đây để cho nó đặt lên trên đây cũng được nhé. Đó. Con này thì em chưa rõ là nó là bước mấy, cũng chưa. À, bước 4 mm nhé. Mã là 1004, à, gạch ngang 2,5. Đó là mã 4 mm các bác nhé. Đó, bước 4. Tổng chiều dài của nó là 18,5 cm các bác. Tổng chiều dài là 18,5 cm đấy ạ. 18,5. Ok, bác nào được việc thì chụp ảnh gửi Zalo giúp em nha. V03 giá 260k. Những con vít me thì em xin phép là nói chậm và đủ thông số cho các bác nhé, để các bác tiện theo dõi để tránh hỏi lại mất thời gian các bác nhé. V04. Ở đây là mã V04 các bác này. V04 là nó có hai con hai đầu này, để chạy dồn lại nha các bác. Chạy dồn lại. Đó. Đường kính của trục là 16 mm này. Đó. Nó là 16 mm và bước 5 các bác nhé. À, mã là 1605. Đó. Đường kính trục bắt motor hoặc là bắt khớp nối mềm cho các bác là 10 mm các bác nhé. Bác có thể theo dõi trên màn hình, nó hơi mờ một chút nhé. 10 mm ạ. Hai đầu chạy ngược lại các bác nhé. Đó. Hành trình này có khoảng là 4 đến 5 cm. Hành trình khoảng là 4 cm các bác nhé. Đó. Em đo lại một chút hành trình cho nó chắc. Đó. Hành trình là 4 cm các bác nhé. Đúng 4 cm này. Đó. Con này là ở đầu, một đầu này thì nó là không có gối này. Thì các bác về phải tự chế nhé. Không có gối, các bác về phải tự chế. Mã V04 là 300k này. Ở đây thì nó có tất cả sẵn miếng nhôm rồi. Cho các bác về bắt ray hoặc là bắt thiết bị của các bác lên trên đây nhá. Đó. Ok, bác nào ưng thì chụp ảnh gửi Zalo cho em nhé. Giá tất cả là em có hỗ trợ, tất cả các đơn hàng em có hỗ trợ là 25.000 tiền. Xin lỗi các bác nhé. Em đồng giá phí ship tất cả các đơn hàng là 25.000. Đó. Kể cả ở xa, ở đâu em cũng phí ship là 25.000 nhé. Em sẽ ship chậm cho các bác nhé. Vì em ở Bắc Ninh thì nó sẽ đi từ hàng đi từ 5 đến 7 ngày mới đến nơi.
Ở xa thì các bác vui lòng đợi giúp em 1 2 ngày nữa nhá. Nếu mà ở gần thì chỉ tầm 3 ngày để đến nơi thôi. Nhưng mà em ở xa, em tận Bắc Ninh đây. Thì ship vào các bác tỉnh miền Nam thì phải mất 5 đến 7 ngày các bác nhé. Mã V05. Giá 270k. Kích thước y hệt cái mã V04 các bác nhé. Kích thước y hệt V04. Giống Y04 nhưng nó khác là không có miếng nhôm ở đây thôi. Không có hai miếng nhôm hai bên thôi. Đây. Đây. Nó giống y hệt thôi, kích thước bằng nhau. Chỉ khác là hai miếng nhôm này không có. Đó. Nó cũng có một đầu ở đây và mất thiếu một đầu ở đây các bác nhé. Đó. Giá là 270k. Mã V06 là 280k các bác nhé. Cũng kích thước y hệt luôn. Đó, chỉ là con này thêm một miếng nhôm này thì thêm 10.000 nữa thôi. Đó, đấy. V06 280k nhé. Mã tiếp theo là V07. Cũng là kích thước giống như con kia thôi. Đó. Nhưng nó lại khác là có thêm hai, có thêm của nó là hai con bọ, hai con bọ nằm ở đây nhưng mà lại thiếu ray các bác nhé. Nó có hai con bọ nằm ở đây lại thiếu ray. Hai con bọ thì giá nó lại thêm một chút các bác ạ, là 340k nhé. V07 340k này đó. Con V08 lại kích thước cũng y hệt đó. Nhưng lại có khớp nối mềm. Giá là 320k các bác nhé. V08 có khớp nối mềm giá 320k. Đó. Nó chỉ khác nhau mỗi con này thôi. Con này thì không có khớp nối mềm thôi. Vì khớp nối mềm này đi bãi họ bán 50.000 một cái này. Em cũng mua 50.000 thì em bán 50.000 cho các bác thôi. Giá là 320k con V08 nhé. V09 là 400k này. Đó. Mã y hệt đó, lại vẫn là mã y hệt nhưng lại có đế ở đây nhá. Đế ở đây các bác về không cần phải bắt nữa. Các bác không cần phải chế cháo ra nhá, nó có zin, nguyên zin đó. Nguyên zin theo luôn. Ở đầu này lại có bánh răng rồi này, cho các bác về đỡ phải lắp này. Các bác nào dùng mô tô dây cu loa là được nhá. Giá là 400k V09. Rồi, V10, V10 giá 420k này. Có khớp nối mềm các bác nhé. Kích thước trục của nó là 15 mm các bác nhá, 15 mm đây ạ. Kích thước trục là 15 mm này. À, xin lỗi, đường kính trục là 15 mm nhé. Con này bước 2 mm nhé. Gọi là bước 2. Và hành trình của nó tầm 15 cm nhé. 15 đến 17 cm nhé, có thể hơn nhé. Đó. Hành trình là 16 cm này. Nếu bỏ thêm một bỏ cái này ra thì các bác có thể lên được 17 cm nhé. Tùy các bác xử lý. Ví dụ các bác muốn thu hẹp hành trình, các bác có thể tháo cái đầu này cho vào giữa đây cũng được. Đó. V10 giá là 2 420k các bác nhé. Cái đó thì có vít me thì nó hơi lâu thôi. Rồi tiếp theo em xin phép lên đèn cho các bác nhé.
Em xin phép chuyển qua bên này, qua góc bên này. Vì ở đây có một ít đèn thì các bác đợi một chút, em sẽ lấy đồ test đèn cho các bác nhé. Rồi, em xin tiếp tục. Tiếp theo là mã V11, giá là 350k nhé. Ở đây là một gồm 2 tấm nhôm này, 3 tấm nhôm là cái chân này, để cho các bác nào chế hàng xeo pin cơ, các bác về gắn cái lò xo vào đây, xuống dưới đây thôi. Đây có sẵn mấu này, đây có sẵn mấu nhé. Và ở đây có sẵn trụ để cho các bác bắt lò xo lên trên này đó, hoặc dập xuống là nó tự động lên đó. Kích thước chiều dài này là 24,5 cm nhé, cao là 24,5 cm. Tấm nhôm trượt là 17 cm nhân với 7,5 cm nhé. Và hành trình trượt của nó là 5 cm. Hành trình trượt 5 cm các bác nhé. Rồi, em vừa giơ cao quá. Đây, hành trình trượt của nó là 5 cm. Đó. Mã V11 giá là 350k nhé. Đó. Nguyên một khúc nhôm này luôn. Đó. Cầm nặng trịch tay, nhôm rất là đẹp. Mã V12 này là một cái đèn 24V các bác nhá. Giá là 250k một cặp vì nó đi theo cặp này này. Đó. Đèn này là đèn màu xanh. Đó, em xin phép là test cho các bác cái đèn. Đây các bác có nhìn rõ không? Các bác đợi một chút nha. Nếu các bác không nhìn rõ thì em lại nó là đèn màu xanh đây các bác nha. Tại vì đợi một chút, cái đèn của em quay video nó hơi sáng. Ok các bác nhìn rõ chưa? Nó dùng điện là 24V nhá và dầu ăn dòng rất thấp, không đến 1A đâu. Đó. Bên ngoài là bằng nhôm nhá. Bằng nhôm nhá. Đó. Mã V212 giá 250k. V13 100k một cái nhá, đèn 12V đèn LED nhá. Ở đây gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 và 4, 36 LED nhé. Em xin phép là chuyển cái điện xuống một chút để tránh cháy mất bóng. Rồi, đèn LED 12V DC. Công suất là 10W thôi nha các bác. Công suất là 10W. Ôi, sao không sáng rồi. Bác
đợi em một chút nhá, con kia nó bị sao rồi, không sáng. Đấy, còn lỗi nữa. Ok, hiện tại là nó không sáng các bác nha, nên mà cái này thì em bỏ qua lại, em sẽ kiểm tra lại xem là nó bị đứt dây ở chỗ nào, có khi nào nó bị bung bên trong đó. Xin phép để lại con này nhé. Con này thì dùng điện 220V đó. Có phải 220V không hay là cũng 12V? Đợi em một chút, test luôn. À đúng rồi, con này 220V nha. LED 220V các bác nhé. Và con này sẽ test sau. Cũng giá cũng 100k nhé. Chiều dài của nó là 38,5 cm. Rộng 3,5 cm và dày là 2,5 cm các bác nhé. Dày 2,5 cm, em có dơ cao quá cái máy quay một chút. Đó. Giá là 100k một cái nha. À, tiếp theo là một con đèn à. Đèn LED. LED 665i này. Đó, DC 24V các bác nhé. Đó, DC 24V. Con đèn LED này, con đèn LED màu vàng các bác nhá. Tổng chiều dài của nó là 67,5 cm. 67,5 cm nha. Rộng là 4 cm và dày của nó là 2 cm. Vỏ ngoài bằng nhôm. Rồi, em sẽ test cho các bác. Vì nó video có test nên mà nó hơi lâu một chút các bác thông cảm. Vấn đề à? Đây là bị chạm đâu. Rồi, em biết nguyên nhân rồi, các bác đợi em một chút nhé. Do con nguồn của em lúc nãy em có thể để chạm lại với nhau thì nó sẽ không xuất tín hiệu đầu ra nữa. Đây, rồi, ok các bác nha, đã có đèn sáng nha, đèn màu vàng. Đèn màu vàng đấy ạ. Đó. Các bác có thể thấy màu vàng nhá. Giá là 300k con này nhá. Đó, màu vàng, rất là sáng. Nó còn sáng hơn cả con bên trên đấy các bác. Rồi, em xin phép tắt nó đi. Em xin phép test lại hai con đèn nhé, vì lúc nãy là cái con nguồn của em khi mà em test cái con này, cái con này thì em để chạm hai cực với nhau nó sẽ tự động ngắt để bảo vệ điện. Rồi. Đấy, đây nha các bác, đã sáng nha. 12V, điện 12V nha, có hai cái nha. Ok các bác nha, hai cái sáng ok hết nha. À, tại sao mình thử sáng rồi mà bây giờ test lại nó lại không sáng. Rồi. À,
Mã V16 40k một cái này. Con này là dùng để cậu hàng nha các bác có thể móc vào những cái máy nặng ấy. Các bác dùng móc để nhấc lên, nó có em có 4 cái thôi, 40k một cái nhá. Đường kính bắt gen của nó là 12 mm các bác nha, đường kính bắt gen là 12 mm, 11,70 này. Đó. Giá là 60k một cái. À xin lỗi, 40k một cái, 40.000 một cái các bác nhé. Nó hơi chật quá các bác. Em xin phép là để bước nó sang một bên. Do là nó hơi chật thì em xin phép để sang một bên các bác nhé, cho nó gọn. Mã V17 này. V17 là gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Đấy, 13 con này thì em cũng chưa rõ là nó là gọi là tên là gì. Nhưng ở đây các bác dùng một cái trục trục như thế này. Đây, đó. Trục vừa khít nhá. Quái lạ sao lại vừa khít cái chỗ này được. Tài thật. Đây, bác dùng một trục tròn để các bác di chuyển trượt lên nhá. Đó, trượt lên trượt xuống. Giá là 250k trên 13 cái nhá. Tính ra là có 10.000 một cái thôi, 12.000 một cái thôi. Ở đây có hai loại kích thước cho các bác nhá. Một kích thước các bác dùng để trục là 10 mm này. Đây ạ. Các bác có nhìn rõ không? 10 mm. Và dài 30 mm nhé. Dài 30 mm, 30 cm này, đó. Và rộng là 40 mm. Và một loại là bắt trục đường kính là 12,5 mm nhé. Đường kính là 12,5 mm này. Đó. Kích thước thì y hệt thôi. Một cái là trục 10 và một cái trục là 12,5. Tổng là 13 cái nhé. Giá là 250k. Mã là V17. Đó. Rồi, tiếp tục đến V18 này. Hàng này còn 3 cặp. Hàng này em còn 3 cặp các bác nhé. Em xin phép đọc kích thước cho các bác vì đọc quá nhiều rồi, không đo nữa. Ray bản 15. Ray bản 15 dày 15 mm. Ray bản 15 dày 15 mm. Đó. Kích thước con bọ là 4,7 cm x 5,3 cm. Đó, đây em đo lại cho các bác xem có đúng không nhá. 4,7 mm này. Đó. 47 mm là 4,7 cm này. Nhân với 5,39 mm là 5,3 cm này, đó. Chiều dài của nó là 46 cm nhá. Chiều dài 46 cm. Tổng gồm 2 4 6 8 con bọ này và 2 thanh dây. Giá là 470k. Đó. Ray THK của Nhật các bác nhé. Ray THK của Nhật. Rồi tiếp theo là hai cặp ray, một cặp là của Hewin. Hewin là cũng ray, hãng ray của Nhật. Đó. Một là Hewin và một cặp là ray của Taiwan, ray sản xuất tại Đài Loan. Cặp V19 giá là 350k, V20 giá là 300k. Kích thước hai con y hệt nhau. Đó. Ray này là ray bản 9 mm nhá, ray bản 9 mm và dày 6,5 mm. Đây. 8,9 mm này, 9 mm này, dày là 6,5 mm này. Tổng chiều dài là 40 cm tròn, 400 mm đấy. Kích thước con bọ là 2 cm x 3 cm.
20 mm nhân 30 mm nhé các bác. Đó, vì em đọc quá nhiều rồi, hàng em có nhiều. Hàng này thì con này thì em còn một cặp và con này thì em còn khoảng 5 cặp nữa nhá. Đó. Bao cho các bác hoạt động mượt mài em mã nhá. Đó. Nhưng con ở ngoài đầu thì nó sẽ trượt. Đấy, con bên trong thì nó sẽ trượt chậm một chút vì nó vướng. Đó, hoạt động mượt mài em mã không rơ lắc, bao đầy đủ bi các bác nhé. Đó, đợt đầu em có bán thì em có bỏ sót cái vấn đề là bi, nên mà một hai bác có bị lúc đầu có một hai bác là bị thiếu bi thì nó bị rơ một chút. Lần sau từ sau thì em có kinh nghiệm thì em sẽ mua được những thanh có đầy đủ bi cho các bác, nên các bác yên tâm về sử dụng, không phải lo thiếu bi, lo là hàng rơ lắc không sử dụng được nhé. Tiếp theo là mã V21 giá 190k một cặp này. Con này dây THK của Nhật luôn các bác nhé. Dây bản 24 và dày 8 mm nhé. Kích thước con bọ là 60 mm nhân với 40 mm nhé. Đó. Con này dày 17 cm, 17 hay 16 nhỉ. Dài 17 cm các bác nhé. Giá là 190k cho một cặp này. Made in Japan trên thân luôn nhé. Ray THK chuẩn của Nhật nhé. In seri rất là rõ. À. Rồi, tiếp theo là cặp V22 giá là 500k này. Đó. Ray bản 15 và dày 13 nhé. Ray bản 15 và dày chiều dày của ray là 12,5 mm, 12,5 2 xin lỗi các bác nhá, 1,25 cm, ray bản 1,5 đó là 15 đấy. À, kích thước con bọ là 33, xin lỗi các bác, kích thước con bọ là 34 mm nhân với 37 mm nhé, 34 nhân 37. Đó. Ở trên con bọ thì có hai vị trí để cho các bác bơm dầu. Đây. Hai vị trí đầu đồng cho các bác bơm dầu ở đây nhé, kết nối đường ống bơm dầu. Dây đầy đủ bi, hoạt động mượt mài em mã, ray THK của Nhật nhé. Đó. Tổng chiều dài là 69 cm nhé, 69 cm, giá 550k một cặp. Đấy. Mã V22 giá là 550k một cặp. Bác nào được việc chụp ảnh gửi Zalo cho bé. Đó. Rồi, tiếp theo ở đây là có mã V23 cũng có giá là 550k một cụm. Một cụm của nó là gồm tinh chỉnh XY các bác nhá. Tinh chỉnh XY bằng pan me này. Tinh chỉnh XY bằng pan me nha các bác. Ở trên đây cũng có một tinh chỉnh Z. Đó, tinh chỉnh Z bằng tay vặn thường thôi. Kích thước tinh chỉnh XY ở đây là 60 x 60 nhá, 6 x 6 cm đấy. Tổng chiều cao khi vị trí bình thường là 16,5 cm này. Em tính từ đầu này này. Em tính từ đầu này, em chơi như thế các này cho các bác. Đầu này và đầu đít nhá. Còn ở đây là nó đang chỉnh rồi. Ở đây là đang được chỉnh rồi. Đó, nên mà em không tính, em tính từ cái đầu đế cao nhất. Đó, cái này là đang được chỉnh rồi nên mà em sẽ không tính. Em sẽ tính từ đầu này đến đuôi, 16,5 cm nhé. Ở đây có thêm một đèn nữa, một đèn để soi. Thì em không biết là đèn bao nhiêu vôn thì bây giờ em sẽ đo cho các bác. À, con này cũng thế. Con này kích thước thì y hệt thôi, vì nó cao bằng nhau mà. Tổng chiều cao cũng là 16,5 cm đây. Các bác có thể theo dõi trên màn hình. Đó. XY cũng 6 x 6 nhá. Nhưng mà nó khác nhau một cái là đây. Con này đặt ở bên, con này thì tinh chỉnh đặt ở bên dưới, con này thì tinh chỉnh đặt ở giữa, và con này có đế, con này thì không có đế. Đấy, nó chỉ khác nhau như thế thôi. Đó.
Đây các bạn nhìn, siêu sát lại cho các bác theo dõi nha. Đó. Đây một một con V23, một con V24 giá như nhau các bác nhá. Ok, em sẽ test đèn xem là nó dùng điện đèn bao nhiêu vôn cho các bác. Xem là con nào sáng nha các bác, vì dừng dây rồi. À, nó dùng điện 12V các bác nha, con này sáng. Đó. Dây đó có con này các bác nha, điện 12V. LED này dùng LED 12V à các bác nha. 12V DC. Đó, hình thức rất là đẹp, không xước sát thì nha, đầy đủ. Pan me của nó tính rất ok nha. Đó. Ok, em xin phép lại di chuyển lên trên cao một chút. Đây, chỗ em là ở một cái phòng trọ nên nó hơi chật, cái không gian nó rất là ít nên mong các bác thông cảm nhé. À, các bác đợi em một chút. Ở đây thì em có ở video cũ thì em vẫn còn những cái món là loa nha. Loa thì có hai loại, em có hai loại, là một loại là cảnh báo bằng chuông và một loại là cảnh báo bằng nhạc. Đó. Nhạc thì nó có khi là nó dính bản quyền nên em sẽ không test. Còn chuông thì em có một cái video đã test ở bên video trước, các bác có thể xem lại nhá. Mã H26 300K là con là bằng chuông nhá. Có những bản nhạc như xe cứu hỏa, xe cứu thương các thứ ấy. Đó, cảnh sát các thứ đấy, và một cái bản nhạc, mấy bản nhạc bình thường thôi, như những cái chuông của xe đấy, như bản nhạc chuông của xe mà hay cái tiếng re tiếng lùi ấy. Đó. Rồi hôm nay thì lại có vẻ bánh xe đây các bác, mã là V24. Xin lỗi các bác, V25 giá 430K nhé. Kích thước của nó là chiều cao là 8,5 cm này, chiều dài là 10 cm và chiều ngang là bề rộng là 9 cm nhé. Đó. Bánh xe này gồm hai bánh, mỗi bánh có bản là 2,5 cm, bề rộng của bánh là 2,5 cm này, và đường kính của bánh là 4,5 cm nhé. Đường kính của bánh là 4,5 cm. Em xin phép là đo bằng thước kẹp xem là có chuẩn không. Ồ, xin lỗi các bác nha, đường kính là 5 cm các bác nha. Đó, đường kính của nó là 5 cm. Một bộ gồm 4 bánh. Đó, không có khóa nha. Một cổ gồm 4 bánh giá là 430K. Mã của nó là ACM600 Karimaster nhá. Đó, bao hàng chính hãng cho các bác này. À, Karimaster Auto CFT này. Đó. Nằm đợi đây. Mã là V26 giá 410.000 nhé. Đó. Một bộ gồm 4 bánh, kích thước của bánh là 10, chiều cao là 15, 10,5 cm nhé. Chiều cao là 10,5 cm này. Tổng chiều dài là 12 cm và chiều ngang bề rộng của nó là 7,5 cm. Đường kính của bánh là 7,5 cm các bác nhá. Đường kính của bánh là 7,5 cm. Và bề dày của bánh là 3,8 cm.
Một bộ gồm 4 bánh các bác nha. Bánh xe thì em xin phép hỗ trợ các bác 50% phí ship vì nó rất là nặng. Một bộ bánh như thế này gồm 7 kg các bác nha. Đấy, một bộ bánh gồm 7 kg. Các bác nhìn chất thép này, rất là dày. Thép dày là 5mm, 5,5mm nhá. Đó, thép dày 5,5mm, rất là dày. Mã V27 là giá là 520k này, cũng của hãng là Karimaster nhá. Đó, các bác có thể check hãng đàng hoàng, hàng bao chuẩn chính hãng nhá. Ở trên thị trường rất là nhiều hàng nhái không phải là của Karimaster đâu, hàng này là hàng của Hàn Quốc, chuẩn tháo máy của công ty Hàn Quốc các bác nhé, bao chuẩn chính hãng cho các bác. Tổng chiều cao là 10,5cm nha, chiều cao là 10,5cm, chiều ngang là 9cm và chiều dài là 11cm. Đó, con này lớn hơn một chút, tải nặng hơn một chút. AC 800 nhá, 800 trên bánh trên 1kg. Tổng 4 bánh thì chỉ được hơn 1 tấn thôi, 1 tấn mấy thôi. Đó, Karimaster nhá, Auto CFT, hàng chuẩn luôn cho các bác, giá là 520k một bộ, em có 2 bộ này. V24 các bác nhá. À xin lỗi các bác, V27 chứ. Mã V27 giá là 520k nhá. Đó, mã V28 này giá là 820k này, bánh rất là to, có hai khóa nha, hai bánh trước là khóa, hai bánh trước là khóa có thể xoay được và hai bánh sau là cố định nha, hai bánh sau là cố định này. Đó, em sẽ cầm cái bánh cố định đo cho nó thể thoải mái vì bánh đường trước có cả khóa nên là nó hơi nặng một chút các bác nhé. Tổng chiều cao là 19cm nha. Đường kính của bánh là 15cm. Đường kính của bánh là 15cm và bề dày của bánh là 4,5cm. Đó, rất là chắc nha. Hàng này là bánh của Hàn Quốc các bác ạ. Đó, bánh của Hàn Quốc. Bề ngang của nó là 10cm các bác nha. Đó, 10 nhân với đường kính bánh thôi. Đường kính bánh là 15cm thì 10 nhân với 15. Giá là 820k một bộ nhá, có một bộ duy nhất. Đấy, hình thức của nó đây. Bên ngoài có xước sát này, vì hàng tháo máy mà. Đó, nhưng mà chưa mòn mấy đâu các bác nha, rất là còn bền, còn rất là bền. Rồi, tiếp theo bộ V29 này, bộ V28 820k, V29 400k này. Đó, vẫn là hoạt động ok nhá. Cũng có hai bánh có khóa các bác nha, gồm hai bánh có khóa và hai bánh không có khóa. V29 này, cho các bác nào chủ bãi này, em sẽ lấy cái bánh không có khóa để em cầm cho nó nhẹ vì nó rất là nặng. Tổng chiều cao là 10cm này, chiều dài là 12cm và bề rộng của nó là 10, bề rộng là 8cm nhé, xin lỗi các bác, 8cm nhé. Đó, đường kính của bánh là 8cm và bề rộng của bánh là 4,5cm. Đó, giá là 400k trên một bộ nhé. Mã 29, V29 giá 400k một bộ. Đó, tất cả các bộ bánh xe thì em sẽ hỗ trợ cho bác 50% phí ship. Ví dụ hết 50.000 thì em sẽ hỗ trợ các bác 25.000 và hết 80.000 thì em sẽ hỗ trợ các bác là 40.000. Đó, vì hàng bánh xe này hàng rất là nặng. Còn lại tất cả các mặt hàng bên em là phí ship đồng giá 25.000 một đơn hàng các bác nhé. 25.000 một đơn hàng cho tất cả các sản phẩm khác. Riêng bánh xe là em sẽ chịu hỗ trợ các bác 50% tất cả các đơn hàng. À, riêng bánh xe là em chỉ hỗ trợ các bác một nửa phí ship, còn lại tất cả là 20 đồng giá 25.000 trên một đơn hàng. Không biết, không cần biết các bác là ship code hay chuyển khoản, và bên em không yêu cầu các bác cọc dưới mọi hình thức. Đó,
Bên em rất là tin tưởng các bác khi các bác đặt hàng nên không yêu cầu các bác cọc nha, kể cả hàng nặng. Đó. Bác nào mà tin tưởng hoặc là mua hàng rồi thì các bác biết, các bác có thể chuyển khoản cho em. Đó. Tất nhiên là chuyển khoản thì sẽ được ưu tiên rất là nhiều rồi. Đó. Vì khi mà chuyển khoản thì cái tiền xoay vòng của em nó sẽ về sớm hơn. Đó. Thì khi đấy là em sẽ được nhiều việc hơn, sẽ ưu tiên các bác nhiều hơn một chút. Đó. Rồi, mã V30 100k trên 2 cái vẫn còn rất nhiều, bác nào cần có thể liên hệ em. Đó. 100k trên một cặp. Đấy. Rất được rất là nhiều việc các bác nhá. Các bác đầu này các bác có thể bắt vào tường, mở con ốc này ra có thể nó gạt đi gạt lại, và ở đây có con ốc cũng có thể gạt gạt xoay đi xoay lại, xoay vòng tròn. Đó. Treo đèn, treo các thứ rất là tiện lợi. Các bác có thể xem lại những video trước thì em có quay lên rồi, quay video cái đèn lên rồi. Video này thì cái này máy quay em cắm điện trực tiếp nên mà sẽ không nâng lên được, mong các bác thông cảm nhé. Đó. Lại phải đo chiều dài cho các bác nhá. Tổng chiều dài của nó là 14, à xin lỗi các bác, 25 cm này. Tổng chiều dài là 25 cm này. Tổng chiều cao là 13 cm nhé. Đó. Bác về có thể ý tưởng khác, thiết kế làm những việc khác các bác nhé. Em treo đèn thôi. Của em thì em treo đèn, treo cam. Em treo đèn rồi em treo cam. Đấy, bắt cam ở đây, bắt cái đế cam ở đây, có sẵn lỗ cho bác rồi này. Đó, bác có thể xoay khắp nơi. Rồi, tiếp theo là chân nhôm. Em có vài cái chân nhôm hình vuông, kích thước là 12 cm x 7 cm và chiều dày của nó là 1,5 cm. Đó, hình vuông nhé. Có hai lỗ bên dưới và hai lỗ bên trên. Bên trên thì có lỗ Tarogen các bác nhé. 4 cái, giá 40k một cái. Mã V31, bác nào cần được thì chụp hình gửi Zalo cho em. V31 các bác nhé. 40k một cái. Rồi. Lại về ba cái 5.4 này. 5.4 nhỏ này cho các bác nào làm khóa cửa này. Rồi. Kích thước là 4,5 cm nhân với 20,5 cm và dày là 3 cm. Em tính kích thước cả đế cho các bác nhé, cả đế cho các bác bắt rồi nhé. Đó. Giá 300k một cái. V32 có thể đấu tạm thời và tặng kèm theo các bác một cái nút nhấn nhả để cho các bác về chế cửa, khi nhấn vào thì nó nhả ra và khi thả nút ra thì nó lại khóa cửa lại. Đó. Mã V33 100k trên 4 cái nhé. 25.000 một cái. Các bác nào mua lẻ em vẫn bán. Đó. 100k trên 4 cái tay. Mã V33 nha, em cho ghé lại cho các bác chụp ảnh nha, V33. Kích thước là 19 cm nhân với 4,5 cm và đường kính tay này là 1 cm nhé. Con này hình tròn là 1 cm đó. V333 100k trên 4 cái. V34 100k trên 5 cái. Đấy. Vẫn là những cái tay nắm. Các bác hỏi rất nhiều, em lại về rất là nhiều cho các bác, vẫn giá như cũ thôi. 100k trên 5 cái, rất là đẹp nhé, rất là chắc. Chiều dài là 15 cm này, chiều rộng là 1,5 cm và chiều cao là 4,8 cm đó. Đây, nhìn nó nhìn như thế này này, có hai lỗ hai đầu nhá. Cái này thì đang vướng cái ốc đây, có hai lỗ hai đầu cho các bác bắt vít xuống các thiết bị cần làm tay xách hoặc là cánh cửa. Đó, kéo cửa rất là gọn gàng, nó bằng sắt nhá, bằng sắt rất là dày, bằng thép chứ không phải bằng sắt nha, rất là ok nha. Thép trắng luôn đây này, thép trắng này nó chỉ làm sơn thêm một tí thôi, rất là bền nha. Các loại thép này rất là bền,
các bác dùng tay nắm cửa các vật dụng hoặc là các bác dùng để làm tay xách đó, tay nắm cửa các chuồng gà hoặc là chuồng cún nhà bác các bác nhá. Đó, rất là thoải mái, 20.000 một cái thì quá là rẻ rồi. V34 nhá. Ngoài ra thì em vẫn còn rất là nhiều bản lề này. Những cái mã của cũ thì em xin phép là không ghi còn nhiều, nên mà em vẫn phải để cái mã cũ cho đỡ phải ghi cái mã mới. Nó tốn rất là nhiều thời gian. H36 và H37. Giá là 25k một cặp và 30k một cặp nhé. Kích thước là 6,5cm này nhân với 4,5cm nhé. Cái nhỏ này, một cặp gồm 2 cái các bác nhé. Cái lớn 30k trên một cặp, kích thước là 7x6 nhé, 7cm x 6cm nhé. Giá là 30k trên một cặp. Nói nhanh một chút cho các bác thoải mái nhé. Đó. H37 và H36 của video cũ. Rồi, ở đây là V35. V35 một cặp trượt này. Hôm trước là có về rồi, có một cặp thôi, bán hết, các bác lại hỏi nhiều quá. Em tiếp tục về thêm cho các bác nhé. Đó. Bây giờ tổng chiều dài của nó là 16,5cm. Đó. Bề ngang là 3cm cái đế nhá. Con trượt này, con trượt là 4cm nhân với 4,5cm nhá. Hành trình của nó là được 8cm. Đó, hành trình 8cm, trượt đi trượt lại 8cm nhá. Các bác có thể dùng hai cái và ở bên trên gồm có 4 lỗ bắt vít để các bác bắt mặt phẳng bên trên. Khi các bác dùng hai cái để trượt hai bên bắt mặt phẳng rồi thì cái mặt phẳng các bác bắt cái này xuống đế phẳng rồi thì bên trên nó sẽ phẳng nhé. Các bác không cần cố định các gì nữa. Khi nó phẳng bên trên, các bác để mặt phẳng bên trên và bên dưới các bác bắt cố định rồi thì nó sẽ là phẳng rồi. Nó sẽ không xoay được nữa nhá. Đó, nó sẽ trượt như thế này. Hành trình rất là thoải mái. 8cm mà. Đó. 200k cho một cặp nhá. 200k cho một cặp. Mã V35 200k cho một cặp nhá. Rồi, mã V36 90k cho một cái là 180k cho một cặp này. Bản lề. Bản lề inox các bác nhá. Cầm rất là chắc tay, đầm tay, chắc chắn. Đó. Tổng chiều dài là 10cm này, chiều rộng là 4cm này và bề ngang của nó là 2,5cm này. Đó, nó đơn giản thôi, cũng chả có gì cả, kích thước như thế thôi. Giá là 90k trên một cái nhá. Đó. Em có 3 cặp. Ở đây còn một cặp cho các bác xi lanh này, xi lanh hành trình 1cm này. Thì lên khi nén cho các bác nào chế kẹp kim hàn xeo này đó. Giá 150k cho một cặp nhé. Kích thước là chiều dài, tổng chiều dài là 7cm này. Chiều rộng là 1,5cm này. Đó là em tính cả đế nhé. Tính cả cái đế, ở đây có một cái đế nhôm cho các bác bắt rồi. Sẵn hai con ốc hai bên nữa. Đó, ống hơi này. Về ở đây tháo ra bắt lò xo bên trong là ok các bác nhé. 150k cho một cặp này này. Rồi, mã V38 giá là 220k cho một cặp. 220k cho một cặp nhé. Đó. Tổng chiều dài là 15cm này. Bề ngang là 4cm này. Đó. Con trượt kích thước là 7cm nhân với 4cm. Hành trình của nó là 5cm nhé. Đó, em nói hơi nhanh một chút, mong các bác thông cảm nhé. Đó. Hành con này bằng nhôm. Bên trên vẫn là có 4 lỗ bắt ốc. Đó. Kích như con này rồi và nó hành trình thấp hơn một chút. Giá là 220k cho một cặp vì nó là bằng nhôm. Đế bắt cũng bằng nhôm, con kia bằng sắt thôi. Ở đây em có 2 4 6 8 10 12 6 cặp các bác nhá. Em có tổng 6 cặp. À, bác nào cần thì có thể chụp ảnh inbox Zalo cho em. Đó. Zalo của em thì 24/24 nhá. Các bác liên hệ bất cứ thời điểm nào cũng được. Đó. Các bác có thể liên hệ bất cứ thời điểm nào cũng được. Em đều nghe máy được nhá.
Tiếp theo là mã V39 30k một cái, tay nắm cửa này. Đó. Các bác có thể làm âm. Bên trên là nhôm nhá. Vỏ bằng nhựa. Các bác về khoét một cái lỗ bằng như thế này rồi và bắt hai con ốc vào là được thôi. Hai con bốc hai bên ở đây. Đó, ở bãi họ tháo vứt mất ốc rồi, em không còn ốc. Đó. Kích thước là 11 cm và nhân với 5 cm nhá. Đó, ốc kênh cửa này, ngăn kéo này. Đó, nó mất ốc nên mà nó tuột cái này ra. Cánh cửa này, ngăn kéo này. Đó, dựng là cánh cửa này, còn nằm là ngăn kéo các bác nhá. Nhôm bóng rất là đẹp, tay em bẩn thì cầm và nhìn nó không được sạch sẽ cho lắm. Mã V39 30k một cái nhá. V40 trà nhắm bằng các bác nhá. Giá là 540k nhá. 540k bộ này nhá. Đó. Bộ này thì mất cái kê này rồi. Bộ này mất cái kê này nhá, nên mà về các bác chế cái kê này vào thì rất là dễ. Còn con lô bên trên không có thì mới khó khăn thôi, chứ còn mất cái kê thì chế rất là đơn giản này. V40 giá 540k. Đó. Bộ không có con lô là V41 giá 500k nhé. Kích thước thì các bác có thể theo dõi lại cái video cũ. Đó. Vào các bác vào video, phần video và kéo xuống dưới xem có một video em đo kích thước cho các bác nhé. Vì cái đo kích thước nó cũng rất là nhiều thời gian nên mà em sẽ không đo lại kích thước nữa. Đó. V41 giá 500k và B40 giá 540k nhé. Ngoài ra thì công tắc em vẫn có rất là nhiều. Công tắc nhấn nhả như kiểu là công tắc đè nhé. Chịu được dòng điện là DC 30V 5A và 220V 3A nhé. Đó, nhấn nhả nhấn đề này. Công tắc xanh đỏ 5.000 một cái nha. Có màu xanh màu đỏ giá 5.000 5K một cái các bác nha. Đường kính của nó cho các bác khoan đổ bắt là 1, bác đợi em chút, 1,5mm nha. 15mm là 1,5cm nhé các bác. Đó. Chiều dài là 3cm nhé. Kích thước cái nút 5.000 một cái. Công tắc nguồn có đèn các bác nha. Công tắc nguồn có đèn báo này. 15.000 một cái này. Kích thước là 2,1cm nhân với 2,5cm. Xin lỗi các bác á. À đúng rồi, 2,5cm. Đó. Công tắc đèn có nguồn, công tắc nguồn có đèn nha. Có 4 tiếp điểm cho các bác bắt cốt, bắt vào đây nhá. Rồi, ngoài ra em còn cả cầu chì cũng 15.000 một cái. Cầu chì 10A nhá, 15.000 một cái. Có cầu chì bên trong và hộp cầu chì luôn cho các bác nhá. Các bác ra ngoài tiệm thì các bác mua ít nhất là cũng 15.000 một cái cầu chì, 10 đến 20.000 tùy từng chỗ bán nhé. Ở đây có cả vỏ cầu chì cho các bác nhé. Các bác mua cái gì thì các bác có thể mua kèm thêm 1-2 cái cho đỡ phí ship vì nó cũng rất là nhẹ. Mua mình nó thì phí ship nó cũng cao rồi mà mua kèm vào thì nó rất là nhẹ mà dùng được rất là nhiều việc nhé. Đó. Ngoài ra thì em có loa. Loa tháo tivi này 30.000 một cặp nhé. Đó. 30.000 một cặp loa tàn giải nha các bác. Đợi một chút em sẽ, em có một cái em tháo ra rồi, em sẽ lấy cho các bác xem nhé. Dạ đây. Loa của nó đây các bác. Đó. Rất là ok nhá. Đó. Cục từ này thì chắc là loa tàn giải rồi, vì em cũng không chuyên về loa lắm. Đó. Hốc rất là rộng nhá, hốc rất là rộng. Loa này là loa 6 ohm 10W các bác nhá. Xin lỗi các bác, loa 6 ohm 12W. Đây ạ. Loa 6 ohm 12W nhá. TG Rock này. Đó. 6 ohm 12W. Có mã code nhá, 2016A nữa này. Sản xuất 2016 chắc. Loa 6, cái này là loa công nghiệp, chắc là nơi sản xuất TV họ đẩy ra ngoài đây. Hoạt động mượt mà êm ả nhá, không cọ sát cốt kiếc đâu các bác nhá. Một cặp này 30.000 nhá, 30.000 một cặp. Cặp này thì em sẽ không hỗ trợ ship cho các bác nhá.
Nó rất là nhẹ rồi. Nhẹ này chắc là chỉ tầm 30.000 tiền ship thôi. Đó. Mà thôi 30.000 thì vẫn hỗ trợ cho các bác 25.000. Hỗ trợ các bác tất cả các đơn hàng 25.000 đi. Đó. Đã nói một lần là thôi. Đó. V42 30k một cặp nhé. V43 cũng 30k một cặp nhá. Cũng loa như thế. Xin lỗi các bác, đo lại thước cho đo lại kích thước con này cho các bác đấy nhé. Rồi tiếp theo đến con kia. Chiều dài là 30,5 cm này, các bác có thể xem nhìn rõ màn hình này. Và chiều rộng của nó là 3 cm, chiều rộng là 3 cm. Chiều sâu của nó là 5,5 cm nhé. Bác nào về chế cháo được gì thì cháo. Chế cháo 30.000 một cặp. Con này kích thước là 14 cm nhân với 10 nhân với 5 cm và bề rộng của nó là 2,5 cm. Con này là 8 ôm 10W, con này loa 6 ôm 12W. Đó. Đây tiếp theo một con này là loa 8 ôm 10W nữa. Kích thước chiều dài là 14 cm. Chiều sâu là 3,5 cm và chiều rộng là cũng 3,5 cm nhé các bác. Em đo lại một chút tại vì em dơ lệch cái cam. 3,5 rộng 3,5 này, sâu 3,5 này và dài là 14 cm nhé. Đó, 14 cm. Giá cũng 30.000 một cặp nhé. V40 giá cũng 30.000 một cặp đó. Giá đồng giá loa 30.000 một cặp cho các bác nhé. À, ngoài ra là vẫn còn quạt của video trước nha. H07 40k một cái. Kích thước là 9,5 nhân 9,5 và nhân 2,5. Đó, quạt của Trung Quốc thôi, nhưng mà vỏ nhôm nhá. Nhôm là hàng xịn các bác nhá. Giá là xin lỗi các bác, điện 220V nhá, dùng điện 220V. Đó. Quạt H06 của Nhật này. Điện 24V nhá. DC buji led này, made in Japan nhé. Kích thước y hệt 9 x 9 x 2,5. Đó, giá là 80k một cái. Còn à, em còn mấy cái đó. Đó. Ok các bác nhá. Tạm thời thì hôm nay video rất là dài rồi. Thì em xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. À, các bác nào chưa đăng ký kênh thì xin, cho em xin một nút đăng ký kênh nhé. Đó. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân.